Xin chào các bạn. Trong năm nay thì Asus đã tiếp tục khẳng định thêm vị thế của mình trên thị trường những cái thiết bị điện thoại đa máy tính bảng với một sản phẩm hoàn toàn mới, đó là Asus FoamPad Note 6. Nghe đến Note thì hẳn các bạn đã mường tượng ra nó sẽ chung dòng sản phẩm với lại Galaxy Note của Samsung, là một thiết bị điện thoại đa máy tính bảng và đương nhiên là nó sẽ đi kèm một chiếc bút rất là đặc biệt. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn bản mẫu hộp chiếc máy này. Đầu tiên thì nó sẽ chỉ có hai màu đen và trắng, và đây là một trong những cái kiểu truyền thống của Asus, không có nhiều sự lựa chọn cho người dùng cho lắm. Mình thích thì có đa dạng màu sắc xanh đỏ tím vàng nhiều hơn. Mà sau sẽ in một số thông tin về cái nơi sản xuất cũng như là thông tin về băng tần sử dụng mạng của máy. Đó, mình sẽ tập trung mở vào trong hộp luôn. Đây là chiếc ôm Asus FoamPad Note 6 của mình. Đầu tiên là máy rất là to, kích thước 6 inch mà. Đó. Chúng ta sẽ có hai cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên thì ở đây cả hai cuốn này thì lại đều không có tiếng Việt, thì khá là lạ. Nó hoàn toàn là bằng tiếng Anh hết. Có một cái tai nghe cao cấp của Asus rất là đẹp. Các cái nối micro USB và cái tiếp theo chúng ta đó là adapter sạc. Thì cái này chúng ta sẽ được tặng cả nút tai nghe đi kèm luôn với thiết bị full box của Asus. Đó, như vậy là đã hết rồi. Chúng ta sẽ quay lại với chiếc Asus FoamPad Note 6 này. Mình cảm thấy khá là hào hứng với chiếc máy này. Về Asus FoamPad Note 6 thì mọi người đã thấy là nó sẽ có một cái màn hình Full HD IPS. Đây là một trong những điểm ấn tượng nhất của nó so với những đối thủ khác cùng tầm giá. Nói là dòng Note nhưng thực chất cái đối thủ mà nó hướng đến ấy lại chính là dòng Galaxy Mega của Samsung. Thế nghĩa màn hình to, cấu hình tốt mà mức giá vừa phải, tại vì FoamPad có mức giá chưa đến 10 triệu đồng. Khá là sốc phải không? Nó có hệ thống âm thanh loa kép mặt trước tương tự như HTC One, có boot stylus và đương nhiên hỗ trợ điện thoại đầy đủ nghe gọi nhắn tin, và mình sẽ thử trải nghiệm qua một chút. Ở cái mặt trước này của chúng ta thì bên cạnh hệ thống loa vừa rồi mình vừa nhắc tới, chúng ta sẽ có camera trước 1.2 megapixel, dòng chữ của Asus ở bên dưới này. Cạnh phải sẽ là phím nguồn và tăng giảm âm lượng. Mọi người dễ dàng nhận thấy là cái vị trí những phím này đặt khá là cao, nên có lẽ chúng ta phải rất là khó khăn mới sử dụng được hai cái phím này nếu dùng bằng một tay duy nhất, thế nên chắc phải dùng hai tay. Cạnh trái thì chúng ta sẽ có một cổng chúng ta mở ra, bên trong này chúng ta sẽ có thể được khe cắm SIM cũng như là khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Mặt sau chúng ta thấy thế logo Intel Inside rất là rõ ràng, tại vì nó sử dụng vi xử lý Intel Atom. Đây là một trong những vi xử lý vừa dành cho tablet vừa dành cho phone và đã từng xuất hiện rất là nhiều thiết bị của hãng Asus rồi. Đây chúng ta sẽ có camera và logo Asus, và nó hoàn toàn không có đèn flash. Mình nghĩ là đây chắc là lại thêm một bước đi sai lầm nữa, tương tự như là Xperia Z Ultra. Dù không đánh trọng tâm vào camera nhưng mà việc có đèn flash LED sẽ rất hữu ích cho cuộc sống bình thường, như là chiếu đèn mỗi khi đi vệ sinh để phòng chúng ta bị mất điện chẳng hạn, hay rất nhiều công cụ khác mà sản xuất này có thể bỏ qua. Ở dưới này chúng ta sẽ có cổng kết nối micro USB, có mic đàm thoại chính, và trên này chính là dây cắm tai nghe 3.5mm. Điều mình yêu thích đó là cái chất liệu của máy làm ở chất liệu nhựa, không bám mồ hôi vân tay, cầm vào nó sẽ nhám nhám, khá là tuyệt vời. Cái kích thước to như này thì với chất liệu cũng như thiết kế của nó sẽ đánh vai trò quan trọng trong quá trình sử dụng của chúng ta. Và đây là chiếc bút stylus cũng được đặt kèm khe dưới đáy máy, tương tự như chia dòng Galaxy Note của Samsung.